giấc mơ giữa anh và em đã đến hồi kết mà sao? Anh cứ âu lo, anh cứ đắn đo về em một người con gái đã cho anh bao niềm tin, bao hy vọng tương lai mà nay em đã có ai từ nướng những môi sớm mai. Giờ thì anh biết em chưa từng hiểu, cũng chưa từng xem anh như người yêu. Và anh biết tất cả ngày qua anh cũng chỉ là một người đóng vai, làm anh trai tốt cho bên cạnh em cho đến khi anh ta trở về. Giả vờ tan đi giấc mơ khi tình cảm anh trao đến em là rất chân thật. Chuyện tình yêu không như là mơ, trăm ngàn trắc trở vì chẳng ai biết trước hôm nay, biết trước ngày mai thế nào. Dù người con gái anh đã cho anh bao niềm tin, bao hy vọng tương lai mà nay em đã có ai từ nướng những môi sớm mai. Giờ thì anh biết em chưa từng hiểu, cũng chưa từng xem anh như người yêu. Và anh biết tất cả ngày qua anh cũng chỉ là một người đóng vai, làm anh trai tốt ở bên cạnh em cho đến khi anh ta trở về. Giả vờ tan đi giấc mơ khi tình cảm anh trao đến em là rất chân thật. Giờ thì anh biết em chưa từng xem anh như người yêu. Và anh biết tất cả ngày qua anh cũng chỉ là một người đóng vai, làm anh trai tốt ở bên cạnh em cho đến khi anh ta trở về. Giờ vừa tan đi giấc mơ khi tình cảm anh trao đến em là rất chân. Giờ thì tan bao giấc mơ khi người chỉ xem anh giống như anh trai.